các bạn ha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Hôm nay giới thiệu đến tất cả các bạn con máy xịt rửa ha, xịt rửa cao áp cái đầu 511 nha bạn. Con này thì mình gã trong thùng máy nước nóng ra nha bạn. Thì nó chạy motor 5 ngựa của motor của Toshiba đây. Anh em coi motor trước ha, rồi mình sẽ quay cái máy cho anh em xem. Đó, motor 5 ngựa 3.7 kW nha, motor 3 pha nha anh em. Thì con này mình đấu gin 3 pha 200V và 3 pha 38 cho anh em nha. Đây cái đầu nó rất đẹp nha anh em. Đó. 511 ha. Thì nó cũng có một số hai đợi điểm bong bong ha anh em. Đó, cây áp ở đây. Nha, mình đấu rồi. Đây là cái đường nước vô đó ha. Đó, đường nước vô nó đây. Đường nước vô và đường nước ra ha. Nó chạy qua một cái khung. Thì anh em nào cái máy này mình gã trên máy nước nóng nên cái khung nó khá là to. Thì anh nào lấy muốn cắt ngang đây thì mình sẽ lấy máy anh cắt ngang đây. Mình dời hai cái bánh xe vô đây là thành 4 bánh xe, ở dưới nó có 4 bánh xe nha nè. Đây có bánh xe ở đây nha. Bên đây đâu, mình sẽ cắt và sẽ dời mấy bánh xe vô đây cho anh em. Hoặc là anh em muốn để nguyên gì thì anh em để, tùy anh em muốn để đồ gì bên đây để nha. Đó. Thì con này mình sẽ test thử cho anh em. Rồi, tại chạy đi. Máy chạy là siêu im anh em. Qua đây nè, đi ra ngoài luôn. Ừ. Ha. Ha, áp cực kỳ luôn. Ha, ngắt súng ngon lành luôn. Bắn ra xa. Ha. Mịt mù sương khói luôn nha anh em. Con này phải là mịt mù sương khói luôn. Chứ phải là áp này đây không có đồng hồ áp á. Buông súng là nhẹ nhàng luôn đó. Máy chạy thôi nó là không nghe tiếng luôn nè. Mấy cái đầu ok là anh em chạy là nghe sướng luôn á. Ha. Rất im luôn. Ha. Lưu lượng nè, hết hồn không? Rồi rồi. Không có xả nước không, để thôi. Đường phan hay tắt đi. Đây. Lưu lượng con này khủng lắm nha anh em. Con này chắc khoảng 20-30 lít một phút à. Máy thì chạy im ru luôn ha. Anh em nào mà rửa xe mà mấy con này mà anh em mà rửa mấy xe mà dạng như xe lớn như là mấy xe đào, xe cuốc gì đó mà cần lưu lượng lớn mà để rửa thì quá tuyệt vời luôn nha anh em. Tại nước nhiều và áp cũng cao nữa ha. Nên là anh em sửa là bao ngon ha. Ha. Thì cái súng này súng bãi luôn nha anh em. Súng bãi luôn, áp maximum của nó là 150 nha. Đó. Cái đầu này anh em có thể thay bét nhỏ, bét to, bét xè hay bét thẳng đều được luôn nha anh em. Đó, cái đầu này nè. Đầu này thì đầu ở đây mình gắn vô ha. Còn cái súng thì súng bãi ha. Ngắt súng, buông súng là súng bãi nha anh em. Ha. Quá đã luôn nè. Đó. Anh em nào mà có nhu cầu mấy con máy này thì liên hệ mình ha. Báo giá anh em luôn ha. Bộ này ha, chưa bao gồm dây súng nha. Là điện 3 pha 308 nha anh em. 3 pha 38 hoặc 3 pha 200V tùy thích anh em thôi. Bộ nguyên bộ này ok 511 chưa dây súng, giá 10 triệu nha anh em. 10 triệu chưa dây súng. Còn dây á, anh em muốn gắn dây mới. Dây mới hàng Tokai, hàng Nhật về ha. Cộng dây này là 1 triệu 3 một cộng nha anh em. Dài 20m. Còn súng bãi đó là 1 triệu rưỡi một cây ha. Súng bãi là 1 triệu rưỡi một cây. Thì đó ha. Thì nguyên bộ cơm lê nó thì khoảng tầm 12 triệu ngoài xíu ha. Gần 13 triệu nguyên cơm lê này ha. Chạy tuyệt vời, chạy siêu tuyệt vời luôn anh em thấy chạy im ru ha. Siêu im luôn, không nghe tiếng motor đầu cũng nghe tiếng ha. Bơm áp luôn cũng nghe tiếng. Rồi tắt đi ha. Thì mấy bộ này thì bao anh em xài ngon lành ha. Anh em thích thì bảo hành anh em 6-7 tháng, 10-12 tháng được tùy anh em thôi ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình số điện thoại là 0908875468 hoặc là đến cửa hàng mình ở 465-467 đường DT 73 ngã 3 cây đẹp Dĩ An Bình Dương ha. Cảm ơn anh em đã xem video nha.
Thực tế bộ rửa bên mình cũng còn rất nhiều thì mình dài hôm nữa mình sẽ lên mấy bộ này nè anh em, lên mấy bộ này còn tuyệt, còn đỉnh luôn mấy bộ này nè đó. Anh em nào có hứng thú xem thì cứ đăng ký kênh ha. Bộ này ha, áp cực kỳ cao luôn, ngắt súng ha, chạy menu hoặc là chạy ô tô đều được luôn ha. Ngắt súng là ngắt máy hoặc là không ngắt áp về hoặc là ngắt motor luôn ha, vẫn được luôn ha. Mấy con như này ha, mấy con này đẹp cực kỳ trong thùng ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.